trong khi việc trao trả hai người Canada bị giam giữ đã chấm dứt tranh chấp giữa Canada và Trung Quốc, các chuyên gia cho rằng Ottawa hiện phải đối mặt với một số lựa chọn khó khăn trong quan hệ với Bắc Kinh. Giáo sư Paul Evans của Đại học University of British Columbia, một trong những chuyên gia hàng đầu của Canada về Trung Quốc và châu Á, hy vọng một số quyết định sẽ được đưa ra trong những tuần và tháng tới khi hai ông Michael Kovic và Michael Spavor đã về nước. Một trong số các quyết định mà ông Evans đang kỳ vọng là liệu có nên để cho gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei tham gia vào mạng không dây 5G của Canada hay không và mức độ mà các trường đại học Canada sẽ được phép làm việc với các đơn vị của Trung Quốc. Giáo sư Roland Paris của Đại học University of Ottawa, người từng là cố vấn chính sách đối ngoại đầu tiên của Thủ tướng Justin Trudeau, nói rằng chính phủ đảng tự do được bầu lại cũng nên nhanh chóng phát triển một chiến lược dài hạn để đối phó với Trung Quốc. Đảng tự do đã hứa trong diễn đàn bầu cử, họ sẽ phát triển một chiến lược toàn diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, những điều mà giáo sư Paris cho rằng đã cần từ rất lâu và sẽ cần thiết để điều hướng mối quan hệ đầy thách thức này. Nhà Trắng loại bỏ mối liên hệ giữa quyết định đối với bà Mạnh và việc thả hai ông Michael. Thư ký báo chí của White House, Nhà Trắng của Hoa Kỳ, Bà Jen Psaki cho biết, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là một cơ quan độc lập và đã tự đi đến quyết định theo đuổi thỏa thuận truy tố hoãn lại đối với giám đốc điều hành Huawei. Bà Paki cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thúc giục Trung Quốc bằng mọi giá trả tự do cho hai người này. Theo bà Paki, việc từ bỏ vụ kiện đối với bà Mạnh không nên được coi là bằng chứng của sự thay đổi trong chính sách đối ngoại tiếp cận với Trung Quốc các đảng viên Cộng hòa, đáng chú ý nhất là Thượng nghị sĩ Florida là ông Marco Rubio, đã chỉ trích thỏa thuận trên và muốn Nhà Trắng thông báo ngắn gọn với Quốc hội về quyết định đó.